Rồi thôi đi. Cá linh mới về nè nha cả nhà. Khui trực tiếp cho coi luôn nha. Mới từ Châu Đốc lên ha. Đây, hàng mới lên dập đá đầy đủ ha. Hôm nay lên được thùng này khoảng 50kg thôi nha, không có nhiều nha mọi người nha. Bữa nay cá linh nó to hơn mọi khi một chút ha, nhưng mà vẫn còn đảm bảo. Một con nó từ ngón út đổ lại chứ nó không có quá to nha mọi người. Đây ha, còn còn ngón út ha. Vẫn hàng cá linh chuẩn, cá linh thiên nhiên nha, không có trộn cá tạp ha. 100% là cá linh nha. Hàng gửi trực tiếp từ Châu Đốc An Giang lên luôn. Đóng bịch bữa nay đóng bịch 1kg nha cả nhà. Đóng bịch hút chân không luôn 1kg, rất gọn rất đẹp. Hàng dập đá rất là nhiều ha. Đảm bảo cá luôn luôn được đủ độ lạnh và tươi sống nha. Ai có nhu cầu thì inbox cho em nha. Bữa nay giá hạ rất là sâu rồi đó. Cá to hơn là giá nó sẽ rẻ hơn từ từ ha. Bữa nay một bịch 1kg như thế này 150.000. Đây ha, cá linh đây nhìn kỹ nha cả nhà. Cá được nặng bụng sạch sẽ hết rồi nha, nặng bụng từng con luôn. Không quá to đâu, ngón tay út đổ lại thôi, không quá to ha. Rồi, ai có nhu cầu thì inbox cho em nha, 150.000 1kg. Ai cần lấy sỉ thì inbox luôn ha.